Ok, bây giờ mình sẽ vào chi tiết cái hộp trà sữa này các bạn nha. Ok, giờ mình sẽ khui ra các bạn nha. Các bạn thấy có gì nha. Đây, mình mở ra coi. Thì sẽ có, nó chính là sữa bột bạn nha, sữa bột gọi là trà sữa các bạn. Thứ hai chúng ta sẽ có là gì đây? Trà các bạn, đó. Phải có trà nha, trà sữa với cái trà. Thứ ba chúng ta sẽ có gì đây? Chính là chân trâu, trâu trắng. À. Còn đây sẽ có gì đây? Tờ nguyên sử dụng. Đây. Đây, mình sẽ chút cái nồi để mình cho trà với đường vô bạn nha. Thì ở đây mình dạng như mình cho 2 muỗng trà đi nha. Cái trà thơm ra đúng trà Phúc Long mà, phải đúng trà này nó mới thơm mà. Cực kỳ thơm đúng không bạn? Đó, bây giờ mình hạn như mình cho 2 muỗng trà đi. Rồi mình sẽ cho 2 muỗng đường. 2 hoặc 4 muỗng đường mà nha. Đó, các bạn nó muốn ngọt cho nhiều lên. Đây đường đây. Đó, giờ 1 muỗng nè. 2 muỗng nè. 3 muỗng nè. 4 muỗng. Bây giờ mình sẽ thắng đi các bạn nha. Thắng sau đó mình sẽ cho cái nước vào các bạn. Bây giờ mình sẽ chuẩn bị mở lửa nè. Đó. Mình cho 1000 độ C thôi các bạn. Bây giờ mình thắng tay me mình nha. À, các bạn thấy không? Nó lên thơm ghê, cái mùi trà giờ bắt đầu thơm và bắt đầu cái đường cái me đẹp luôn các bạn. Thì ở đây mình sẽ cho tầm khoảng 300-500ml nước mà nha. Từ từ nha. Giờ bắt đầu nấu nữa nha. Giờ mình tăng lửa lên, tăng lửa lên nha. À, giờ nước cho nó sôi các bạn. Ok, sau khi nấu được khoảng 3-5 phút bắt đầu mình sẽ tắt bếp bạn nha. Mình ủ bạn nha. Rồi, ủ nha. Bây giờ mình bắt con trâu, nấu con trâu nha. Thì trước khi nấu mình sẽ ngâm con trâu các bạn. Ngâm khoảng 15 phút thôi được rồi. Bạn ngâm trước thì mình sẽ ủ sau khi ngâm cũng được nha. Thì bạn chọn thôi. Đó, để mình chở thôi mà, thôi nhiều cho nha. Cái này á thì ăn hết ủ ủ các bạn nó cứng lại á, chết. Ăn 15 phút thôi bạn ra ở ra. Cho mình bắt đầu nấu. Ok các bạn, sau khi mình ngâm được 15 phút các bạn nha. Bây giờ mình sẽ chuẩn bị mình đổ nước này đi và sẽ mình nấu các bạn nha. Mình sẽ bắt đầu nấu các bạn nha. Đây là cái phần mình đã ngâm các bạn, bây giờ mình sẽ bắt đầu nấu các bạn nha. Này. Cho nước vào thôi, bắt đầu nấu nha. Rồi bắt đầu nó nổi lên nữa các bạn ha, mà lại không? Kêu mình nước sôi bắt đầu nổi liền lại lắm. Bây giờ mình sẽ nấu khoảng 5 phút nữa các bạn nha. Rồi, sau đó mình sẽ tắt bếp, ủ thêm 15 phút nữa. Cho nó hoàn toàn các bạn. Để ủ tiếp bạn nha. Rồi, 5 phút nữa bạn nha. Em ủ 2 phút rồi các bạn. Đó, nó còn ấm ấm nóng nóng các bạn, thì sẽ cho cái sữa bột vào bạn nha. Thì sẽ tan dễ hơn bạn nha. Bỏ cái xác trà đi. Đó, thấy không? Bạn có thể cho vào cái cây này cũng được các bạn nha. Đó, mình sẽ bỏ sữa vào. Mình sẽ cho trà vào đó. Bạn thấy không? Đó. Bột quá thơm, cực kỳ thơm luôn. Bạn thấy không? Bây giờ mình sẽ cho bột sữa vào các bạn nha. Rất là thơm mà. Thơm lắm. Màu với miếng caramel rất đẹp luôn nha. Cho bột sữa vào nha. Mình sẽ cho tỷ bạn muốn thường nè, mình cho 2 muỗng trà sẽ cho 2 muỗng sữa là thường là vậy. Ok, còn muốn đặc hơn bạn cho nhiều hơn nha. Đó. Ngon các bạn. Nhưng mà này mình đổ béo nè, chưa có đủ độ phê bạn ha. Muốn phê nữa cho thêm 2 muỗng nữa bạn. Giờ ok rồi nha. Đó. Thì tuyệt vời luôn, bây giờ là sẽ vừa có vị béo, vị ngọt, vị thơm, đắng đắng vị thơm cũng có cùng trà các bạn. Rất tuyệt vời luôn. Nè, các bạn thấy màu không? Đẹp tuyệt vời không? Đó, rất là cân bằng nha. Nếu mà
cho sữa nhiều quá sẽ cái màu không đẹp bạn nha, mà cho trà ít quá thì để không mùi thơm của trà nhiều, ok các bạn. Nhớ mà tỷ lệ nha, 2 trà 4 muỗng đường và 4 muỗng sữa các bạn, cực kỳ ngon luôn à. Bây giờ để con trâu mình bỏ vô ly bắt đầu uống rồi nha. Ok, bây giờ tới phần con trâu các bạn nha. Đây mình đã ủ gần 2 phút rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ bắt đầu mình lọc nha. Đó, nó mềm nữa mới nở nè. Đó. Mình đục nồi không? Lâu sẽ bị chua luôn nha. Đó, thấy nó nở mềm dẻo luôn nè. Giờ mình sẽ rửa các bạn nha. Và nước lạnh đây. Cho anh cho mình rửa các bạn nha. Đây. Đó. Rửa cho nó sạch sẽ các bạn. Sau đó mình sẽ cho chút đường vào ngâm cho nó ngọt và mềm nữa nha. Mình đã rửa hai bát nước các bạn, bây giờ mình sẽ cho cái con trâu này vô đây các bạn nha. Mình sẽ cho chút xíu đường vô cho con trâu thấm vị ngọt vô các bạn. Sẽ để lâu hơn các bạn nha. 1-2 muỗng đường các bạn nha. 1-2 muỗng đường thì các bạn nha. Trộn đều lên các bạn nha, cho nó tan cái đường ra mà thấm vô trâu các bạn. Trâu sẽ ngon hơn. Đây đủ rồi các bạn nha. Có trà sữa nè, có trâu và có đá, và bây giờ mình sẽ cho đá vào các bạn nha. Đây. Mình sẽ cho đá vào cái đi nha. Mà hết đá nhiều thì nha. Các bạn cho trâu vào nha. Rồi mình sẽ cho trà sữa vào là xong. Khuấy đều lên các bạn nha. Quá ngon các bạn, quá tuyệt vời luôn. Quá đẹp các nhà ơi.